Nhà cửa trống không, mày không thấy vợ con đâu cả. Nước thì hết rồi. Vợ ơi, lấy anh cốc nước đi vợ ơi. Anh tự lấy đi, lười vừa thôi. Ra cu xa đâu rồi, lấy bố cốc nước nào. Con đang bận, bố lấy giúp con với. Ôi giời, anh em thấy không? Nói vợ, nói con, không ai nghe cả. Nhưng bây giờ tôi phải đi tìm lại tiếng nói của tôi trong gia đình này thôi. Đấy thì bây giờ, trong video ngày hôm nay, anh em cùng tôi hành trình đi tìm lại tiếng nói của tôi nhá. Intro thôi. Ok anh em, và Huy Anh đã quay trở lại với anh em rồi đây. Và cuối cùng thì Huy Anh cũng đã tìm được cho mình tiếng nói trong gia đình này rồi, nhờ vào chiếc TV Xiaomi A Pro 55 inch này. Và nói phát thì sẽ nghe lời của Huy Anh luôn. Và trước khi mà đi vào là xem mà Huy Anh sẽ có tiếng nói với cả chiếc TV này như thế nào, thì anh em cùng điểm qua một chút về ngoại trang cũng như là tính năng của chiếc TV này như nào nhá. Ok, và đầu tiên thì anh em phải thấy là cái đường viền của chiếc TV này nó rất là mỏng. Anh em phải thấy là trên cạnh ngang này cũng như là cạnh dọc này, nó không bị khuyết một góc nào cả, và cho chúng ta một cảm giác này, trải nghiệm cái thị giác trên ngắn màn hình này nó là trọn vẹn và toàn bộ khung hình luôn. Đấy, tiếp theo thì chúng ta có thể đến là cái cân nặng của chiếc TV này khá là nhẹ. Đấy, anh em mà cũng lo lắng là mua TV về phải 4-5 người khênh vào để đặt vào một góc setup của mình nó ưng ý, nó rất là cồng kềnh đúng không nào. Nhưng mà chiếc TV này nó rất là nhẹ, thậm chí nhá, bản thân mình, một mình thôi, có thể bê cái chiếc TV này đặt vào cái kệ như này. Đấy, để setup mình ưng ý, nó rất là tiện lợi và không cồng kềnh đó. Và điểm cuối cùng trong thiết kế mà mình khá ưng ý đó chính là cái phần chân đế như này. Như mọi năm nhá, anh em có thể ý là cái phần chân đế của TV Xiaomi ấy, nó sẽ chia làm hai cạnh, bên này và bên này. Thì đối với mình, cái thiết kế về chân đế đấy trông nó khá trống trải và nó không có sự liền mạch trong thiết kế. Và rất là hay ho là năm nay Xiaomi đã thay đổi cái thiết kế này, là một hai chân đế này và được gắn kết nối cùng với cả một cái thanh này đó, cho cảm giác của là cái thiết kế của TV nó liền mạch hơn và trông nó có tính thẩm mỹ cao hơn nữa. Ok, và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với là màn hình của chiếc TV này. Năm nay chúng ta vẫn có một độ phân giải là 4K. Điểm duy nhất mà mình ưng ý đó chính là độ phân giải 4K mà thôi. Đấy, thì ngoài cái độ sáng cũng như là độ phủ màu, anh em có thể nhìn thấy là đối với mình thì theo mình đã trải nghiệm các dòng TV khác nhau rồi, thì mình thấy độ phủ màu như độ sáng của TV này lúc vừa đủ dùng thôi, nó không phải là quá xuất sắc. Và nếu mà mình được muốn thì mình sẽ muốn là màu nó sẽ tươi hơn và độ sáng nó sẽ cao hơn một chút nữa để cho mình cảm giác nhìn nó sống động hơn. Và một điểm nữa thì mình có một lời khen dành cho TV của Xiaomi A Pro năm nay, đó chính là đã cải thiện được cái tình trạng giật lag. Đó, anh em có thể thấy là mọi năm khi chúng ta mà gọi là lướt qua những cái ứng dụng như kiểu YouTube, anh em chuyển sang những cái kênh khác nhau ấy, thì nó sẽ có một chút gọi khựng lại. Thì năm nay đã giải quyết được vấn đề đấy, anh em có thể thấy là lướt các ứng dụng nó rất là mượt. Đấy, nhưng mà thi thoảng vẫn có một đoạn khựng lại thôi, nhưng mà nó là một số ít thôi nhá. Thì vừa rồi là những chia sẻ của Huy Anh về cái phần ngoại trang của TV đi. Thì bây giờ chúng ta đi vào sâu bên trong nữa, là xem là những tính năng và ứng dụng của nó như thế nào mà Huy Anh lại có tiếng nói được với cả cái chiếc TV này. Thì rất là đơn giản thôi, chúng ta có một ứng dụng đó chính là Mi Home. Đó, thì để cho anh em gọi là thắc mắc Mi Home là gì, thì Mi Home là một ứng dụng có thể quản lý được tất cả những vật dụng, đồ thông minh trong căn nhà của mình trực tiếp ở trên chiếc TV Xiaomi A Pro 55 inch này. Đó, anh em có thể làm chỉ với một cái app rất là đơn giản là Mi Home thôi, chúng ta đã tạo ra cho mình một cái hệ sinh thái nhà thông minh cực kỳ tiện lợi cùng với những đồ món đồ công nghệ như là đồ gia dụng thông minh của Xiaomi. Đấy, như là máy lọc không khí này, hay là quạt này, hay là máy lọc hút bụi. Đấy, đều được gọi là điều khiển trực tiếp ở trên chiếc TV Xiaomi A Pro này. Rất tiện lợi đúng không em? Cùng với cái app gọi là rất là tiện lợi vừa nãy Mi Home, thì bây giờ chúng ta có thêm một tính năng vô cùng tiện lợi nữa, đó chính là Google Assistant bằng tiếng Việt. Ok, và với cái tính năng rất là hữu ích của Google Assistant nhận diện giọng nói bằng tiếng Việt, đấy thì mình sẽ dễ dàng gọi điều khiển cái TV này theo ý mình muốn. Và ở trên chiếc điều khiển của TV này, nó có một cái nút tròn ở giữa, nút Netflix này, YouTube này, app là Prime Video này. Đấy, thì có một cái nút này, thì mình chỉ giữ cái nút này thôi và có thể là dùng cái Google Assistant để có thể điều khiển TV này rồi. Đấy, mình sẽ thử cho anh em nhá. Bật kênh YouTube Hoàng Hà Channel. Được chứ, sau đây là một vài video. Đó, anh em có thể thấy này, hiện ra Hoàng Hà Channel luôn. Đấy, và một vài video này. Đấy, anh em có nhìn thấy đây. Đấy. Đó. Rất đơn giản với Google Assistant. Ok, và từng đấy tính năng thì anh em đã có thể thấy là từng đấy tính năng này, một thiết kế rất là ưng mắt này, một độ phân giải là 4K. Thì cái giá anh em phải trả cho một chiếc TV này rất là rẻ, đâu đó là hơn 8 triệu, cụ thể là 8 triệu 790 nghìn cho một chiếc TV Xiaomi A Pro 55 inch này. Đấy, nhưng mà ngoài ra nhá, khi anh em mua chiếc TV này, anh em còn hưởng một chế độ ưu đãi rất là tốt từ Hoàng Hà Mobile, đó chính là
trọn vẹn của các cậu có giải đấu Ngoại hạng Anh. Đấy mà anh em sẽ được gọi là giảm như là gần như là 40% của gói các cộng đấy, và giá lúc đó chỉ từ là 105.000 mà thôi. Đấy, một chiếc màn hình nó lớn như này, độ phân giải là 4K, chúng ta xem đá bóng ở đây thì quá là thích luôn. Đặc biệt hơn chúng ta còn xem được giải Ngoại hạng Anh, giải đấu hấp dẫn hành tinh rồi, trên chiếc TV này là quá là tuyệt vời. Đấy thì mình còn chia sẻ thêm một chút nữa, đấy là ngoài cái độ lớn màn hình là 55 inch này, chúng ta còn nhiều option ở Hòa Mobile hơn, đó chính là như là 65 inch này, 43 inch này và 32 inch. Thì đối với 65 inch thì chúng ta sẽ phải trả một cái giá nó đắt hơn một chút, thậm là như là hơn 10 triệu. Đấy thì cho những em nào muốn màn hình nó lớn hơn một tí nữa đi, để xem nó đã mắt hơn, xem đá bóng mắt thứ, xem phim nó đã hơn. Nhưng mà đối với anh em kinh tế nó hơi hạn hẹp một chút thì chúng ta vẫn có thể tiếp cận được những, gọi là độ lớn màn hình như là 43 inch và 32 inch thì giá nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Đấy, và tùy thuộc vào cái nhu cầu kinh tế cũng như là cái sở thích anh em muốn xem màn hình nó như nào thôi. Đấy, đối với mình thì trải nghiệm trên chiếc TV này cũng khá là tuyệt vời đấy. Vừa rồi là những chia sẻ của Huy Anh về chiếc TV Xiaomi A Pro 55 inch. Và nếu anh em quan tâm về sản phẩm này thì hãy click vào phần link ở dưới phần mô tả nhé. Và ý kiến của anh em về chiếc TV này nha, comment lại và đừng quên like, share và subscribe cho Hoàng Hà Channel. Mình là Huy Anh, hẹn gặp lại anh em ở những số công nghệ tiếp theo nhé.